Dạ vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với bài học tiếp theo trong series video chia sẻ những kinh nghiệm lập kế hoạch marketing và kinh doanh thực tế. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học, chuyên gia về marketing và là một CEO của một doanh nghiệp cũng như là co-founder của một số cái doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp. Tôi đã phải trực tiếp viết rất nhiều các cái bản kế hoạch về business and marketing. Chính vì thế tôi xin phép được chia sẻ những kiến thức và những kinh nghiệm ít ỏi của tôi trong quá trình đi làm, quá trình đọc sách, quá trình nghiên cứu và quá trình tư vấn cho các khách hàng hơn 12 năm nay với các anh chị, để các anh chị có thể hình dung ra việc lập được một bản kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing thực tế và hữu ích cũng như là đầy đủ nhất, để cho các anh chị có cái nhìn tổng quan về một cái kế hoạch rất là chi tiết và cũng như là rất là hiệu suất cho chúng ta. Vâng, để không mất thời gian nữa thì bài học hôm nay sẽ là một bài học rất rất quan trọng. Đó chính là các cái chiến lược quan trọng nhất trong một cái chiến lược marketing mà các anh chị sẽ phải thực thi. Vậy thì cái nội dung này sẽ nói về chiến lược sản phẩm. Vâng, chiến lược sản phẩm hay còn gọi là product strategy, product marketing strategy. Chúng ta có thể hiểu những cái từ tiếng Anh như vậy, chúng ta tìm trên mạng là sẽ thấy đấy ạ. Và trong mô hình marketing 7P mà giáo sư Philip Kotler, người được mệnh danh là cha đẻ của ngành marketing hiện đại, đã nói đến cái mô hình 7P. Và chữ P đầu tiên ông đề cập đó là product, tức là sản phẩm đó. Và khi cái lát cắt mà chúng ta quan tâm trong cái chiến lược về sản phẩm, product strategy hay là product marketing strategy, thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến những điều như sau. Thứ nhất là chúng ta phải dựa trên cái lịch sử kinh doanh của chúng ta. Nếu như chúng ta là một cái doanh nghiệp, một cái tổ chức, một cái cá nhân đã làm kinh doanh có thâm niên 1, 2, 3 năm trở lên rồi, đúng không ạ? Chúng ta có lịch sử. Hoặc là chúng ta đã làm ở một những cái đơn vị khác, sau đó chúng ta quay ra khởi nghiệp của chúng ta cũng có thể tham khảo được. Đó. Thứ hai là chúng ta sẽ dựa trên các bản nghiên cứu, kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm của đối tác, kinh nghiệm của những người đồng sáng lập, và chúng ta sẽ đưa ra các cái đánh giá, nhận định về thị trường hiện tại, đúng không ạ? Và dự báo thị trường tương lai, dự báo về nhu cầu, dự báo về xu hướng, về sở thích, đúng không ạ? Ví dụ như đối với một cái sản phẩm là thời trang thì cái sản phẩm nó rất là thiết yếu, nhưng mà màu sắc là gì, chất liệu là gì, kiểu dáng là gì, đúng không ạ? Thì nó sẽ có những cái sự thay đổi theo từng năm, theo từng mùa vụ, và chúng ta cần phải dự đoán, hoặc thậm chí chúng ta phải tạo ra được các xu hướng. Nếu như chúng ta không đi theo những cái xu hướng thì chúng ta phải tạo ra nó, hoặc là chúng ta không tạo được nó thì chúng ta phải đi theo các xu hướng, hoặc là chúng ta phải tạo ra những cái style riêng biệt, đúng không ạ? Bằng cách là chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến khách hàng và chúng ta sẽ phát triển khách hàng theo cái định hướng của chúng ta, nếu như chúng ta có đủ khả năng và bản lĩnh, được chưa ạ? Chúng ta cũng có thể tham vấn ý kiến của các cái chuyên gia, các cái đơn vị, các công ty chuyên về nghiên cứu thị trường để giúp cho các bạn có thêm những cái thông tin về sản phẩm, về dịch vụ, về khách hàng, về thị trường, về mong muốn, những cái dữ liệu mà mang tính gọi là big data, tức là những dữ liệu lớn. Chúng ta biết rằng là người dùng đang tìm kiếm những điều gì, mong muốn những điều gì, có đúng không ạ? Vâng. Và sau đó thì chúng ta sẽ thiết kế và kiến tạo ra sản phẩm, đúng không ạ? Gọi là product design đấy ạ. Vâng. Chúng ta tạo ra sản phẩm. Và tạo ra sản phẩm ở đây thì chúng ta phải nhớ rằng là sản phẩm của chúng ta đưa ra nó phải là một dạng đóng gói, nó phải là một dạng đóng gói. Tôi hay gọi nó là packing, tức là chúng ta phải làm sao cho khách hàng tiện ích nhất, đúng không ạ? Từ cái bao bì, từ cái cách thức người ta mở sản phẩm, cách thức người ta sử dụng sản phẩm, đúng không ạ? Hay là đối với một dịch vụ thì từ lúc người ta đặt mua cho đến lúc quá trình giao hàng, quá trình sử dụng, quá trình bảo hành, vân vân, thì cái đấy tôi gọi là packing, là chúng ta sẽ phải thiết kế và tạo ra một cái gói sản phẩm, một cái dịch vụ, một cái sản phẩm hết sức là hoàn chỉnh, và để cho khách hàng người ta không phải suy nghĩ về điều gì cả, chúng ta chỉ việc sử dụng thôi, đúng không ạ? Vâng. Sau đó thì chúng ta sẽ định vị sản phẩm dựa trên thương hiệu, dựa trên giá bán, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chạy thử thị trường để xem phản hồi của khách hàng như thế nào, và sau đó chúng ta chỉnh sửa, đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục giới thiệu và tung sản phẩm ra và thực hiện các cái chiến dịch bán hàng, hay còn gọi là chiến lược bán, đúng không ạ? Vâng. Sau đó thì chúng ta có thể là
tiếp tục cải thiện sản phẩm, và bước cuối cùng đấy là chúng ta có đi vào cái giai đoạn là tăng trưởng, và có thể dẫn đến dài hơn nữa là sự thoái trào của sản phẩm. Ngày nay thì chúng ta đang phải đối mặt với một cái việc là khách hàng sẽ rất là nhanh chóng chán, nhanh chóng thay đổi thói quen và sở thích đối với sản phẩm. Vì vậy các sản phẩm của chúng ta phải được làm mới liên tục, đúng không ạ? Lấy một cái ví dụ như điện thoại iPhone chẳng hạn, thì cứ 1 năm, 2 năm người ta lại phải có những cái phiên bản mới, người ta phải có những cái tính năng mới, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta cần phải có những cái lộ trình, người ta gọi là roadmap này ạ, lộ trình để tung sản phẩm mới, lộ trình để đổi mới sản phẩm, đúng không ạ? Lộ trình tạo ra những cái sự khác biệt mới mẻ trên thị trường. Có thể đó là gì ạ? Có thể đó chỉ là một cái bao bì mới, có một cái thương hiệu mới, một cái nhãn hiệu mới, cách thức đóng gói mới, tính năng mới. Đấy là chúng ta tạo ra được những cái sản phẩm mới rồi, và làm cho khách hàng cảm thấy không bị cũ, đúng không ạ? Vâng, bởi vì người ta nói rằng là cái gì dùng lâu nó cũng sẽ chán. Đó. Thế thì chúng ta sẽ đề cập đến những vấn đề gì tiếp theo nữa? Đó là gì ạ? Trong cái bản kế hoạch marketing, chúng ta sẽ cần phải trình bày là chúng ta sẽ bán những cái sản phẩm gì, nhóm sản phẩm, danh mục sản phẩm rất là cụ thể ra. Bởi vì nhất là chúng ta là một cái nhà bán lẻ, chúng ta có thể có hàng trăm các cái mặt hàng sản phẩm, hàng chục các cái nhóm sản phẩm, chúng ta phải chia ra nhóm nào là nhóm quan trọng, nhóm nào là nhóm trọng tâm, nhóm nào là nhóm phụ, để chúng ta sau này chúng ta sẽ đặt các cái doanh số cho từng nhóm, cho từng cửa hàng. Đấy, để tôi nói về các cái mục tiêu chi tiết ấy, đúng không ạ? Rồi thì chiến lược chúng ta tung sản phẩm mới như thế nào, nhóm sản phẩm mới như nào, làm mới các sản phẩm cũ như thế nào, đúng không ạ? Thiết kế những cái sản phẩm mới ra sao? Đó, thì chúng ta cần phải có lộ trình, có kế hoạch chi tiết trong cái bản kế hoạch này, được chưa ạ? Thế rồi chúng ta cũng sẽ chú tâm đến cái việc là thương hiệu, nhãn hiệu, bao bì, định vị thương hiệu cho những cái thương hiệu mới, và làm mới thương hiệu của chúng ta, gọi là rebranding nhé, làm mới thương hiệu của chúng ta để chúng ta có thể phát triển được nhiều hơn. Các cái chiến lược là nhiều nhãn hiệu, các cái chiến lược là nhiều phân khúc cũng có thể được đề cập trong cái phần liên quan đến chiến lược về sản phẩm như thế này. Chẳng hạn với cùng một cái sản phẩm, đây tôi chỉ lấy thí dụ thôi, tôi không có ý như vậy, đúng không ạ? Có thể một cái ruột sách như thế này, nhưng tôi sẽ có nhiều cái tiêu đề sách, tôi sẽ có nhiều kiểu bìa sách. Tôi có thể một cuốn này tôi sẽ viết ấn tượng dành cho đối tượng là khách hàng là khởi nghiệp. Tôi sẽ viết một cái cuốn là dành cho khách hàng là CEO hoặc là manager, đúng không ạ? Thì ý tôi muốn nói là đấy là một cái chiến lược, người ta gọi là một sản phẩm nhưng mà nhiều nhãn hiệu, nhiều phân khúc. Rồi có những cái bao gói khác nhau, đúng không ạ? Bao gói rất là cao cấp thì giá lại cao, và bao gói bình thường giá sẽ thấp, và bao gói sơ sài giá sẽ rẻ. Chẳng hạn như là trong bánh trung thu chẳng hạn, thì chúng ta rất thấy rất rõ là cái bánh nó không khác nhau nhiều, nó chỉ khác nhau cái vỏ, khác nhau cái hương vị, khác nhau cái tên, thì đã tạo ra được rất nhiều các cái dòng sản phẩm khác nhau. Đấy là chiến lược đa dạng hóa sản phẩm dựa trên một cốt lõi và dựa trên các cái thương hiệu, các cái bao bì khác nhau. Tôi muốn giải thích như vậy về mặt ý tưởng của chiến lược sản phẩm, chúng ta sẽ phải thể hiện nó trong cái bản kế hoạch này. Và một cái người mà có kinh nghiệm về marketing và kinh doanh thì họ sẽ phải tưởng tượng được hết những cái điều đó. Họ muốn làm gì cho doanh nghiệp của mình, cho thương hiệu của mình, cho chuỗi của mình trong năm nay, có đúng không ạ? Họ phải tập trung vào các cái giá trị cốt lõi của sản phẩm và của dịch vụ nhé, các anh chị nhé. Hiện nay chúng ta nhiều khi chúng ta không tìm được các cái giá trị cốt lõi, và chúng ta cũng không tạo ra được sự khác biệt của sản phẩm và dịch vụ so với đối thủ. Tôi sẽ lấy thí dụ như thế này. Khi tôi làm giám đốc kinh doanh cho một tập đoàn giáo dục, thì chúng tôi bắt tay vào việc là bán một cái sản phẩm giáo dục tiếng Anh. Vì một lý do tôi không còn làm việc tại đây nữa, cho nên tôi không nêu cái thương hiệu đó ra để tránh cái việc là PR cho thương hiệu, hoặc là các bạn cảm thấy là tò mò hay là cái gì đó, đúng không ạ? Các bạn nghĩ là rằng là tôi giới thiệu. Thế thì quan điểm của tôi là như này, tôi sẽ nói và không nêu thương hiệu đó. Đấy là trong cái cách mà chúng ta sẽ học trong cái series khóa học này. Thì cái sản phẩm mà đào tạo tiếng Anh mà công ty tập đoàn đó tạo ra, tôi đánh giá là hết sức thú vị, đúng không ạ? Một cái sản phẩm rất rất mới trên thị trường. Đào tạo tiếng Anh thì rất là cũ rồi, nó có từ 20 năm nay rồi, nhưng mà đúng không ạ, đào tạo tiếng Anh theo một tiêu chuẩn 5 sao với một sản phẩm đào tạo 5 sao, bao gồm là cơ sở vật chất 5 sao, đúng không ạ? Các bạn đi học trong một cái
cơ sở vật chất được đáp ứng giống như là ở khách sạn 5 sao, hết sức là đẹp, hết sức là sang trọng, hết sức là lịch sự, hết sức là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Với nội thất cao cấp, với những cái đồ điều hòa cao cấp, mà màn hình máy tính hiện đại nhất trên thế giới, công nghệ phần mềm xịn nhất trên thế giới, đúng không ạ? Được chăm chút chi tiết từng những cái trang thiết bị để cho khách hàng được cảm thấy là lạc vào một cái thế giới khác. Đấy là cơ sở vật chất cao cấp, đúng không ạ? Giảng viên cũng là hết sức là cao cấp và chuyên nghiệp, đúng không ạ? Đưa ra những tiêu chuẩn rất rất khắt khe để tuyển giảng viên, chứ không phải là tây ba lô, chứ không phải là những người mà đang cần việc quá đi vào đây, không cần phải trả rẻ. Đấy. Tiếp tục, đấy là giáo trình cũng rất là chuyên nghiệp, rất là đạt chuẩn 5 sao. Mua giáo trình, đặt giáo trình riêng từ một cái trường đại học, người ta sẽ viết riêng cho. Tất nhiên đó là một trường đại học ở nước ngoài và nói tiếng Anh, đúng không ạ? Thế rồi thì một cái sản phẩm đó là hội tụ của cả cái phương pháp đào tạo cũng rất là khác biệt. Đấy thì nó một cái sản phẩm đào tạo tiếng Anh nhưng mà nó có 5 cái sự mới mẻ, cái sự khác biệt. Thì tôi đánh giá đấy là cái giá trị cốt lõi, đấy là cái cách làm mới sản phẩm cực kỳ là hay, cực kỳ là thông minh và định vị sản phẩm cao cấp, hướng tới chất lượng thực sự, chất lượng một cách toàn diện, đúng không ạ? Tất nhiên khi mà bạn làm như vậy, định vị rất là cao, sản phẩm rất rất chất lượng, thì cái nhược điểm của nó, cái khó khăn của nó chính là cái mức giá nó sẽ cao. Cái phần này thì chúng ta không tránh được, đúng không ạ? Nhưng mà tôi muốn nói về cái giá trị cốt lõi của sản phẩm là như vậy. Các bạn phải luôn luôn suy nghĩ là cái giá trị cốt lõi mình phục vụ cho khách hàng là gì, và làm thế nào để bản thân mình, doanh nghiệp mình, thương hiệu của mình khác biệt so với đối thủ. Khi mà trên thị trường có hàng nghìn đối thủ như vậy, chúng ta luôn nói về khác biệt hay là chết, nhưng mà chúng ta không biết khác biệt thế nào và chúng ta sẽ chết, có đúng không ạ? Tiếp tục là chúng ta sẽ nói về cái nhóm sản phẩm nào thì được ưu tiên trong quá trình kinh doanh, bởi vì không phải là những sản phẩm nào cũng được bán tốt, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ ưu tiên sản phẩm nào, chúng ta ưu tiên cửa hàng nào, chúng ta ưu tiên cái nhóm đối tượng khách hàng nào, thì chúng ta phải có cái mức độ ưu tiên để chúng ta đầu tư con người, cơ sở vật chất, tài chính vào cái nhóm sản phẩm đấy, để nó sẽ sinh lời cho công ty, cho cái doanh nghiệp của chúng ta, được chưa ạ? Chúng ta phải có cái sự ưu tiên đó, và chúng ta đánh giá quan trọng, chúng ta xếp hạng nó lên, và chúng ta đặt cái trọng số vào và đặt cái kỳ vọng để doanh số cao lên, đúng không ạ? Vâng, chúng ta sẽ lại bàn thêm một cái ý nữa trong chiến lược về sản phẩm, đó là khái niệm là sản phẩm đường dẫn. Thì một cái quá trình mà tôi làm kinh doanh và làm marketing cho rất nhiều các thương hiệu lớn và nhỏ, thì tôi học được một khái niệm, đó là sản phẩm đường dẫn. Đây là một cái chiến lược bán hàng, đây là một cái chiến lược sản phẩm hết sức thông minh. Và tôi hy vọng rằng các bạn đang xem cái video này thì các bạn sẽ ghi lại cái ý tưởng này. Đó là bây giờ bạn sẽ làm thế nào để khách hàng đến với cửa hàng của mình, làm thế nào để khách hàng đến với cửa hàng của mình, đến với nhà hàng của mình, đến với spa của mình, thì nó phải có một cái sản phẩm đường dẫn. Tôi lấy thí dụ đối với một cái thương hiệu thời trang, họ có thể bán quần, bán áo, bán váy, bán giày, đúng không ạ? Vâng, bán mũ mạ phụ kiện, rất nhiều thứ. Thế thì họ có thể có một cái sản phẩm đường dẫn, đó là đồ lót chẳng hạn. Họ có thể bán những cái sản phẩm đồ lót basic, tức là nó rất là căn bản, cốt tông đẹp, màu sắc ở mức độ bình thường, bình quân, để ai ai cũng phù hợp được, không quá là đi vào những cái sặc sỡ, đi vào những cái khác biệt, đúng không ạ? Nó rất là basic, đúng không ạ? Các màu, ý tôi muốn nói là về thiết kế, đúng không ạ? Xanh, đỏ, tím, vàng, đen, trắng gì đó, để mọi người rất dễ chấp nhận nó. Mọi người rất dễ chấp nhận nó, thì mọi người sẽ dùng cái sản phẩm đấy, mọi người đến cửa hàng của chúng ta và mua, và từ đó họ sẽ mua thêm các cái sản phẩm khác. Thì tôi gọi nó chính là sản phẩm đường dẫn. Và trong bất kỳ một cái doanh nghiệp kinh doanh nào, thì khi các bạn lập một kế hoạch marketing và kinh doanh cho mình, thì các bạn nên có một cái chiến lược sản phẩm đường dẫn cho mình. Hãy suy nghĩ về một cái sản phẩm đường dẫn, đúng không ạ? Với bất kỳ một cái doanh nghiệp nào, bán sản phẩm nào, dịch vụ gì, đều có sản phẩm đường dẫn nhé. Ở trung tâm tiếng Anh, họ có thể có một cái sản phẩm đường dẫn, đấy là một cái khóa học phát âm. Thì cái khóa học phát âm này, họ dạy có thể là giá rất là hợp lý, đúng không ạ? Nhưng sau đó bắt đầu họ thuyết phục được phụ huynh rồi, thì họ sẽ bắt đầu có những cái sản phẩm tiếp theo sau đấy nữa, có đúng không ạ? Vâng, tiếp tục, đấy là đối với một cái nhà hàng thì họ có thể là sẽ có một cái set ăn, một cái món ăn
để làm sản phẩm đường dẫn. Đó là cái sản phẩm tủ, sản phẩm đặc biệt, sản phẩm ngon nhất của họ nhưng mà lại bán với cái giá rất là hợp lý để thu hút khách hàng. Đối với một cái sản phẩm thời trang, một cái công ty thời trang thì sản phẩm đường dẫn có thể là đồ lót, có thể là tất, có thể là áo polo shirt, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Thì nó phụ thuộc vào cái sự tinh nhanh, cái sự tinh ý, tinh tường của cái người làm CEO hoặc là CMO của cái thương hiệu đó, được chưa ạ? Vâng. Thế rồi thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn các cái chiến thuật cụ thể, đó là chúng ta sản xuất hay là chúng ta gia công, chúng ta nhập khẩu hay chúng ta phân phối, đúng không ạ? Chúng ta làm đại lý hay là chúng ta trực tiếp mà phát triển các thương hiệu. Rồi thì chúng ta sẽ sản xuất nhiều hay sản xuất ít, đúng không ạ? Ví dụ như Zara là một cái thương hiệu thời trang thì họ có một cái triết lý rất là hay, đấy là mua ngay bây giờ và không khi nào nữa. Tức là sao? Họ sẽ tung cái sản phẩm đó ra thị trường với một cái số lượng rất là ít, và khi bán hết cái sản phẩm đấy thì họ sẽ không bao giờ sản xuất lại. Thì đó là cái động lực để khiến cho khách hàng là họ nhìn thấy cái sản phẩm đẹp và họ có động lực mua ngay. Bởi vì rất có thể một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng sau quay lại thì sản phẩm đấy đã không còn nữa, bởi vì nó luôn luôn hết do cái số lượng nó còn hạn chế, được chưa ạ? Chúng ta chú trọng vào các cái giá trị gia tăng, các cái sự tiện ích, các cái tính năng, kiểu dáng thiết kế, xu hướng của tương lai, cũng như là các cái dịch vụ đi kèm nó một cách hoàn hảo. Thì đó chính là chúng ta đang nói về product strategy, hay là chữ P thứ nhất là product trong mô hình marketing 7P của giáo sư Philip Kotler, đúng không ạ?